Ok, xin chào đón tất cả các bạn đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa ạ? Chúng ta có đang ở trong một tâm thế hoàn toàn vui vẻ và thoải mái hào hứng trong buổi học ngày hôm nay chưa ạ? Xin biết ơn chúng ta đã có một buổi chia sẻ thật là thú vị và xin chúc cho tất cả mọi người đều được đón nhận những cái nguồn năng lượng tích cực và tuyệt vời nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào Duyên, chào Phượng, chào Nhung, chào Tâm Anh. Ok. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học hai tâm thức thịnh vượng luôn. Đấy là tâm thức thịnh vượng số 5 và tâm thức thịnh vượng số 6. Bởi vì mỗi tâm thức thịnh vượng của chúng ta cũng rất là ngắn và dễ hiểu. Chính vì vậy, từ buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học từ hai tâm thức thịnh vượng. Ok, mọi người sẵn sàng chưa ạ? Mọi người đã chuẩn bị giấy bút chưa ạ? Và cuốn sổ của mọi người sẽ đi theo hành trình của mọi người nhé. Các bạn có nhớ buổi học đầu tiên của cái bài chia sẻ và mình đã chia sẻ trong cái video đó là ứng dụng thiền định trong vào luật hấp dẫn ấy. Đấy, thì mình cũng đã chia sẻ rất là kỹ. Đấy là khi chúng ta học một cái mô đun gì đấy thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ ghi tiêu đề và một cột là tiêu đề, một cột là nội dung và cột cuối cùng đó là chính là cột hành động đúng không ạ? Đấy, nếu như ai đã nghe lại video chia sẻ đó thì mọi người hiểu được rằng như thế nào ạ? Chúng ta chỉ nghe và không hành động thì sao ạ? Chúng ta sẽ không đạt được một điều gì đúng ạ? Và chúng ta sẽ không chạm được đến đích và thành công đúng ạ? Thành công hay đích đến đó chính là hành trình nhé. Chúng ta phải có một hành trình rèn luyện và hành động nỗ lực thì chúng ta mới chạm được đến hành trình thành công của chúng ta đúng ạ? Đúng ạ, mọi người nghe rõ không ạ? Ok, mọi người nghe rõ đúng ạ? Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi chia sẻ buổi tối ngày hôm nay từ bây giờ nhé. Ai vào muộn thì chúng ta sẽ duyệt sau. Đấy, còn những bạn vào rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu học. Bởi vì mình cũng ghi âm lại các buổi chia sẻ, sau đấy mình lại đẩy lên kênh YouTube và mọi người có thể nghe lại, và những người vào muộn vào sau, mọi người cũng có thể nghe lại được. Vậy thì trong số tất cả các bạn đang có mặt trong phòng học của chúng ta ngày hôm nay tại đây thì có ai trong số các bạn, đấy có bao nhiêu trong số các bạn ở đây đã hoàn thành hai bài tập đấy của buổi tâm thức thịnh vượng số 4 mà mình đã nói không ạ? Hai bài tập ở buổi tâm thức thịnh vượng số 4 có bạn nào nhớ nữa không ạ? Đó chính là chúng ta như thế nào ạ? Gieo hạt cho bố mẹ đúng không ạ? Và đăng bài chia sẻ về bốn tâm thức thịnh vượng đúng không ạ? Và tăng Facebook của mình ấy ạ. Thì có bạn nào đã thực hiện chưa ạ? À, hình như có Trâm Anh đã thực hiện này. Đúng không? Nào trong số à có Phượng, ok. Ok, chúng ta ngay sau buổi học đấy chúng ta hiểu được sâu hơn và chúng ta rõ hơn. Vậy thì lúc chúng ta gieo hạt cho bố mẹ chúng ta thì chúng ta cảm nhận như thế nào ạ? À, vâng, chị Cẩm Nhung. Vâng, Nguyệt. Đấy thì sau cái buổi học tâm thức thịnh vượng số 4 thì khi mà chúng ta gieo hạt cho bố mẹ thì chúng ta ở với một cái tâm thế như thế nào, rất vinh dự đúng không ạ? Và chúng ta mang cái tâm thế vừa là vinh dự, vừa là cả cái tình yêu thương đúng không ạ? Và vừa là cái sự trân trọng của chúng ta đúng không ạ? Dành cho bố mẹ chúng ta đúng không ạ?
Mọi người có cảm thấy như thế không ạ? Và chúng ta cũng cảm nhận được sự hạnh phúc từ chính cái hạt giống mà chúng ta gieo cho bố mẹ đúng không ạ? Mọi người có cảm nhận như thế không ạ? Mọi người hãy tương tác nhé, hãy comment nhé, để mình biết là các bạn hiểu bài và các bạn vẫn đang lắng nghe. Ok, yes, cảm ơn các bạn. Vậy thì trong số các bạn ở đây, có ai mà đang thu nhập dưới 10 triệu không? Trong số các bạn ở đây mà có ai đang thu nhập tại Zila dưới 10 triệu không? Ok, tốt lắm chị Nhung. Đấy, thì trong số các bạn ở đây có ai đang có thu nhập dưới 10 triệu không ạ? Nguyệt hả? Ok. Ngoài Nguyệt ra thì có ai nữa không ạ? Ok, Nguyệt. Ồ, nhiều thế à? Ok, ba bạn Nguyệt. Ok. Thật ư? Mọi người không đùa đấy chứ. Vậy thì có ai mà đang thu nhập mà ở mức 5 triệu không ạ? Có ai mà đang ở mức thu nhập 5 triệu không ạ? Có ai mà đang thu nhập ở mức 5 triệu không ạ? Mọi người comment nhanh nhé để chúng ta vào bài. Có ai đang thu nhập ở mức 5 triệu không ạ? Ok. Có ai không ạ? Và qua đây cũng thấy nhá. Ví dụ như Trâm Anh đang ở mức thu nhập dưới 10 triệu đúng không? Vậy thì cái lúc mà mình viết cái phương pháp 555 ấy, mình sẽ phải cân đối với cái thực tại của mình. Đấy, và mình sẽ viết với cái mục tiêu đó là gấp đôi cái thực tế của bản thân mình. Chúng ta không viết cao hơn quá cái hiện thực đấy mà chúng ta đang có nhé. Đấy, bởi vì như thế thì kiến thức của chúng ta sẽ dễ bị nghi ngờ và chúng ta có một cái đấy là chúng ta sẽ không hoàn toàn đó và chúng ta có cái tâm thế đó là hơi lo lắng. Đấy, hơi lo lắng khi mà chúng ta đặt mục tiêu cao so với thực tại. Mọi người có hiểu không ạ? Bởi vì cái này thì Phượng cũng đã hướng dẫn mọi người rất là kỹ. Đấy, thì các bạn nên cân đối chỗ này. Đúng rồi, nghĩa là thu nhập của bản thân mình ấy. Bởi vì chúng ta sẽ gieo để cho tiềm thức của chúng ta tin đấy. Khi chúng ta gieo như thế, có nghĩa là chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng vào đấy. Và những lần đặt đầu tiên thì chúng ta sẽ đặt gấp đôi so với cái số hiện thực mà chúng ta đang đang hiện hữu với chúng ta nhé. Đấy. À, vậy thì có ai thu nhập ở mức 5 triệu không ạ? Có ai ở mức thu nhập 5 triệu không ạ? Ừ, đúng rồi Trâm Anh. Trên ngưỡng đó đúng không? Ok chị Nhung đúng rồi. Tức là mình phải hiểu rằng là chúng ta phải yêu cầu tăng lên một cách dần dần nhé. Đấy.
Bởi vì hiện tại chúng ta đang ở cái tần số năng lượng đấy, vừa so với cái mức mà chúng ta đặt ra nó chưa đạt đến cái mức đấy thì chúng ta cần phải cân đối, và chúng ta sẽ dựa vào cái hiện thực và chúng ta sẽ tăng lên gấp đôi. Ví dụ như hiện tại đang 5 thì chúng ta đặt 15 hay 20 gì đấy nhá. Đấy. Nào em Mon đi ra cho mày làm việc. Nha, mọi người hiểu chỗ này chưa? Đấy. Ok, 20 triệu như chị Nhung đấy. Chúng ta sẽ đặt dần dần và chúng ta sẽ bắt đầu ám thị. Đấy, hãy cứ tin tưởng nhé. Và có một cách nữa đấy là mọi người thường xuyên nghe nhạc tăng tần số rung động của mình lên. Ok. Đấy. Tất cả chúng ta xuống cái hành tinh trái đất này, và tất cả chúng ta đều là từ nguồn đấy, và mỗi chúng ta là một linh hồn đấy, linh hồn của chúng ta xuống trái đất này để học những bài học, và mỗi một linh hồn sẽ có những cái bài học khác nhau. Mọi người phải hiểu rằng là khi chúng ta được làm con người ấy là một cái may mắn đối với bản thân chúng ta. Và ở các kiếp trước đấy thì chúng ta chưa hoàn thành bài học này thì đến kiếp này chúng ta phải hoàn thành bài học này. Còn không, ở kiếp này mà chúng ta không hoàn thành bài học này thì sang kiếp sau chúng ta lại cứ lặp lại cái vòng tròn đấy nhá. Và nếu như các bạn chắc cũng từng được nghe những câu chuyện kể hay những cái sự chia sẻ đó là như thế nào ạ? Khi mà ở ví dụ như ở kiếp này chúng ta sát sanh nhiều quá đúng không ạ? Thì có khi kiếp sau chúng ta làm động vật đúng không ạ? Để chúng ta trải nghiệm cái điều đó đúng không ạ? Đấy. Để chúng ta hiểu được cái bài học của chính mình ấy. Các bạn nên hiểu rằng đấy là tất cả mọi thứ trên cái cuộc đời này đều là trải nghiệm mà thôi. Đấy, và mình sớm tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống thì như thế nào? Khi chúng ta tập trung những điều tốt đẹp trong cuộc sống thì chúng ta sớm nhận được những điều tốt đẹp đúng không ạ? Đấy. Khi chúng ta tập trung vào đâu thì cái đó nở rộng đúng không ạ? Cái này chúng ta cũng đã được nghe nhiều đúng không ạ? Đó chính là cái quy luật của luật hấp dẫn đúng không ạ? Bởi vì khi các bạn tập trung vào những điều tiêu cực thì cái hạt giống tiêu cực nó lại càng nở rộ đúng không ạ? Chúng ta đã nghe về luật hấp dẫn và chúng ta đã hiểu một phần về luật nhân quả thì chúng ta hiểu rằng là khi chúng ta tập trung vào những hạt giống tích cực thì có nghĩa là chúng ta đang gieo những hạt giống tích cực đúng không ạ? Thì chúng ta gieo những hạt giống tích cực thì chúng ta sẽ nảy nở ra những cái điều tích cực đến với chúng ta ngày càng một nhiều hơn đúng không ạ? Đúng ạ? Ví dụ như khi mà các bạn nói các bạn không có tiền đúng không ạ? Thì các bạn sẽ làm cho mình ngày càng không có tiền đúng không ạ? Các bạn cứ để ý và chiêm nghiệm lại mà xem đúng không ạ? Khi mà chúng ta càng kêu than về một vấn đề gì đó thì cái vấn đề đó nó càng đến với chúng ta và nó càng xảy ra đúng không ạ? Đúng ạ, mọi người có công nhận cái điều này không ạ? Khi mà chúng ta áp lực và chúng ta cảm thấy rằng là mình không có tiền, đúng ạ? Và mình nói với một người nào đấy, đấy đủ bao nhiêu là lý do đấy, chúng ta bao nhiêu là lý do đổ lỗi thì những cái điều đó thì nó lại càng đến với chúng ta đúng không ạ? Đúng ạ, đây chính là cái sự trải nghiệm và cái sự chiêm nghiệm của chính các bạn đấy ạ. Các bạn cứ thử chiêm nghiệm lại mà xem ạ. Khi mà mình càng kêu ca càng một vấn đề gì đấy thì cái điều đó càng diễn ra đúng không ạ? Đấy, không chỉ riêng về tiền bạc đúng không ạ? Khi mà chúng ta than thở về mối quan hệ trong gia đình thì sao ạ? Tự nhiên lại có những chuyện vấn đề không đâu ở trong gia đình nó lại xuất hiện đến với chúng ta đúng không ạ? Bởi vì chính các bạn đang phát ra cái tần số năng lượng đó và các bạn đang nói với vũ trụ rằng là tôi đang muốn cái vấn đề này đấy ạ. Đấy. Và vũ trụ sẽ hồi đáp lại cho các bạn đấy ạ. Các bạn có hiểu chỗ này không ạ? Các bạn có hiểu chỗ này không ạ? Ok, hiểu đúng không? Đấy. Thế nên là các bạn ạ, đấy chúng ta cứ liên tục biết ơn là tôi có tiền đấy, và thế là vũ trụ sẽ giúp cho chúng ta có tiền. Đấy, các bạn phải hiểu cái vấn đề này nhá.
Bởi vì khi chúng ta càng biết ơn thì chúng ta càng được mang tới, đúng không ạ? Còn khi chúng ta không biết ơn thì chúng ta sẽ bị tước đi, đúng không ạ? Đấy. Khi các bạn càng biết ơn thì vũ trụ sẽ càng giúp các bạn và cho các bạn ngày một nhiều hơn, đúng không ạ? Ví dụ nhé, các bạn cứ liên tục biết ơn là tôi có tiền, và các bạn hãy cụ thể con số mà mình muốn ra nhé. Ví dụ như là biết ơn tôi có 1 triệu đồng chẳng hạn, đúng không? Không cần biết là từ nguồn nào thì vũ trụ sẽ gửi đến cho bạn 1 triệu đấy. Tức là vũ trụ luôn dư giả cho tất cả chúng ta, nhưng mà cách chúng ta phát nguyện và chúng ta tin tưởng và chúng ta hành động như thế nào, đúng không ạ? Khi mà chúng ta phát nguyện và chúng ta tin tưởng và chúng ta kết nối từ vũ trụ thì như thế nào ạ? Thì vũ trụ sẽ kết nối lại với chúng ta và vũ trụ sẽ nhận cái thông điệp đó của chúng ta. Mọi người hiểu không ạ? Khi mà vũ trụ nhận cái thông điệp đó của chúng ta thì khi chúng ta thao thức và khi chúng ta khao khát cái điều đó thì bỗng nhiên là vũ trụ sẽ dẫn dắt chúng ta đấy và mang những cái cơ hội đến cho chúng ta để chúng ta có được cái điều đó. Mọi hiểu hiểu chỗ này không ạ? Các bạn nên nhớ là vũ trụ rất lớn và rất rộng và rất là giàu có đấy. Thế nên là cách chúng ta phát nguyện như thế nào và tâm thế của chúng ta như thế nào, và sau khi phát nguyện thì chúng ta có thao thức vì điều đó hay không, chúng ta có sống trong điều đó hay không, và chúng ta có hành động hay không, đúng không ạ? Khi mà chúng ta thao thức và chúng ta hành động thì như thế nào ạ? Thì vũ trụ sẽ đưa mọi nguồn lực đến với chúng ta, đúng không ạ? Khi vũ trụ đưa mọi nguồn lực đến với chúng ta, tức là vũ trụ sẽ đưa cho chúng ta những cái cơ hội để chúng ta thu hút được cái điều đấy. Đó. Đúng ạ. Và bây giờ các bạn hãy đúng rồi, biết ơn những dòng tiền cho dù là rất nhỏ, đúng không ạ? Và khi mà các bạn nhận được một tờ tiền nào ấy, đấy, thì các bạn hãy biết ơn. Đấy, các bạn sẽ biết ơn vũ trụ đã mang tiền bạc đến với con. Đấy, hoặc là khi các bạn nhận được món quà, đúng không ạ? Các bạn sẽ biết ơn vũ trụ đã mang những món quà này đến với các bạn. Đấy, các bạn hãy nhớ những cái câu mà mình vừa nói nhé. Đấy, bây giờ thì mình muốn các bạn hãy cùng comment vào phần phần chat, đó là tất cả chúng ta đều là một. Bây giờ các bạn hãy cùng comment vào phần chat, đó là tất cả chúng ta đều là một. Tất cả chúng ta đều là một. Ok các bạn. Bản chất chúng ta là khai mở linh hồn và cái năng lượng linh hồn của tất cả mọi người đều là một. Đấy, khi mà một người giàu có, họ đã biết vũ trụ này rất là giàu có. Còn nếu như ai đó nghèo khó là họ luôn nghĩ là họ nghèo khó và họ nghĩ rằng là vũ trụ này không còn tiền cho họ. Đấy, nếu như mà trong cái trường hợp giả sử như là nếu như nhá, nếu như trong trường hợp giả sử như là bố mẹ mà hai bên của chúng ta có không còn đi chăng nữa, đúng không ạ? Đấy, vậy thì bản thân cái người đó hay là bản thân chúng ta sẽ coi có thể coi bất cứ một ông bà cụ nào đó có một cái hoàn cảnh khó khăn xem như là bố mẹ của mình để mình có thể gieo hạt. Đấy, cái điều này rất là quan trọng nhá. Ví dụ như những ai không không còn cha còn mẹ đấy, thì nếu như các bạn muốn gieo hạt đấy thì chúng ta sẽ xem một ông bà cụ nào có hoàn cảnh khó khăn để chúng ta xem như là bố mẹ của mình và chúng ta có thể gieo hạt cho họ. Đấy, tức là chúng ta đang gieo hạt cho mảnh đất của mảnh đất màu mỡ, chính là mảnh đất của bố mẹ mình đấy ạ. Đấy. Còn ví dụ như ai mà chưa có con ấy thì các bạn có thể coi những cái bạn nhỏ đều là con của mình, đúng không ạ? Đấy, nghĩa là khi mà một khi mình muốn gieo ấy thì mình sẽ có cách, đúng không ạ? Đúng ạ? Còn khi mà mình không muốn gieo thì mình sẽ luôn có những cái lý do, đúng không ạ? Đúng ạ? Đấy, khi mà mình muốn gieo thì sẽ có những cái mảnh đất màu mỡ để mình gieo xuống, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều là một, đúng ạ? Một khi chúng ta muốn gieo thì chúng ta sẽ có mảnh đất để gieo nhé. Các bạn hãy nhớ điều này cho mình nhé. Đấy, các bạn đã hiểu cái chỗ này chưa ạ? Nghĩa là khi mà chúng ta muốn một điều gì đấy, đấy thì chúng ta khao khát cái điều đó, đúng không ạ?
và chúng ta muốn thực hiện cái điều đó đúng không ạ? Thì bên trong chúng ta sẽ luôn thôi thúc chúng ta làm cái điều đó đúng không ạ? Đúng ạ, cũng giống như là chúng ta đang khao khát thực sự cái thu nhập đấy thì chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta gieo đi gì, chúng ta gieo cái gì ạ? Gieo trí trí tuệ đúng ạ, và chúng ta sẽ gieo những cái kiến thức đúng ạ, để cho khách hàng biết tới chúng ta đúng ạ. Và khi chúng ta gieo như vậy thì chúng ta đang xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình đúng ạ, và chúng ta đang phát nguyện tới vũ trụ rằng là con đang dùng cái kiến thức này để giúp đỡ những người ngoài kia đúng ạ, giúp đỡ khách hàng đúng ạ, và khách hàng đón nhận những cái kiến thức của con. Và sao nữa ạ, khi khách hàng đón nhận những kiến thức của con thì con có cơ hội đúng ạ, để cho khách hàng có thể sử dụng cái các sản phẩm dịch vụ của con đúng ạ, để giúp cho họ phát triển kinh doanh, hay là ví dụ như về sản phẩm làm đẹp thì sẽ giúp cho khách hàng của con được sử dụng sản phẩm làm đẹp của con để tốt lên đúng không ạ, để đẹp lên, để xinh lên đúng không ạ, đấy mọi người hiểu không ạ? Đấy, và hôm nay mình sẽ nói với các bạn một điều, đấy là làm giàu rất là dễ khi mà chúng ta thay đổi tư duy nhé. Tư duy rất là quan trọng. Các bạn ở trong một môi trường nào đấy thì cái tư duy của chúng ta cũng rất là quan trọng. Bởi vì có nhiều người sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường ấy. Đấy, thì nên là cái cách mà chúng ta ứng xử trước mọi sự việc đấy nó còn phụ thuộc mà một phần vào năng lượng con số của chúng ta, và phụ thuộc vào môi trường, phụ thuộc vào tư duy của chúng ta nhé. Với một người mà đã có ý thức phát triển bản thân và học về phát triển bản thân ấy thì tư duy của họ rất là khác, và tư duy của họ cũng rất là cởi mở, và khi mà họ gặp bất cứ cái chuyện, cái vấn đề gì đấy thì họ cũng có một cách suy nghĩ rất là khác đúng không ạ? Đấy, còn nếu với những người mà chưa học phát triển bản thân và chưa đọc nhiều sách, chưa nghe nhiều trí trí tức là chưa được học về những cái trí tuệ ấy, đấy thì khi mà người ta gặp bất kỳ một chuyện gì thì người ta rất là hay kêu ca đúng không ạ? Đấy, và người ta cũng hay đổ lỗi nữa, và từ đó thì cuộc sống của họ lại càng bi đát hơn đúng không ạ? Đấy, mọi người có thấy chỗ này không ạ? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Ok. Đấy, thế nên là cái tư duy của chúng ta rất là quan trọng đấy ạ. Khi mà các bạn thay đổi tư duy, có nghĩa là cái suy nghĩ của các bạn cũng đã khác đúng không ạ? Và lúc đó thì suy nghĩ khác thì hành động khác đúng không ạ? Đấy, tư duy đúng thì hành động đúng đúng không ạ? Hành động đúng thì có kết quả tốt đúng không ạ? Đấy, kết quả đúng đúng ạ. Đấy, nên là bây giờ các bạn hãy phải nghĩ mình là mình có cái khả năng mình hút tiền dễ dàng đi ạ. Đấy, bây giờ mình nghĩ việc mà mình thu hút tiền bạc nó khó khăn đúng không ạ? Tiền bạc đến với mình khó khăn đấy, thì tiền bạc sẽ đến với mình khó khăn thật đấy ạ. Còn khi mà các bạn nghĩ rằng là tiền bạc đến với mình dễ dàng ấy, thì tiền bạc sẽ đến dễ dàng với mình đấy ạ. Cũng giống như là bản thân mình ấy, trước đây ấy, mình cứ có một cái suy nghĩ đấy là mình cứ hết tiền là mình lại có tiền, thì đúng là như thế thật. Cứ lúc mà bắt đầu chuẩn bị hết tiền thì mình lại có tiền thật. Đấy, mình cũng không hiểu tại sao. Thì bây giờ sau khi mình được học sâu hơn về sức mạnh tiềm thức và mình được hiểu hơn về cái luật hấp dẫn và luật nhân quả thì mình mới hiểu hơn về cái điều này. Đấy là chính mình đang gieo ra như thế. Đấy, mình đang phát ra với vũ trụ như thế, là khi hết tiền tôi lại có tiền. Đấy. Và mình cảm thấy rằng là mình không bao giờ bị thiếu thốn. Lúc nào mình cũng nghĩa là mình cứ hết tiền là mình lại có tiền. Và mình luôn đón nhận cái sự dư giả từ vũ trụ. Đúng ạ. Bởi vì khi mà các bạn nghĩ là suốt đầu trong đầu các bạn cứ nghĩ là làm ra tiền khó khăn đúng không ạ? Tiền bạc đến với mình khó khăn đúng không ạ? Đấy thì sao ạ? Tiền nó cũng sẽ đến với mình rất là khó khăn và rất là ì ạch đấy ạ. Đấy. Và bây giờ từ bắt đầu từ giây phút này trở đi nhá, các bạn phải thay đổi suy nghĩ và tư duy của bản thân mình, đó là tiền đến với tôi rất là dễ dàng. Đấy, các bạn viết xuống đi ạ. Tiền đến với tôi rất là dễ dàng. À,
Và ai ngày hôm nay đang học trên máy tính thì nhờ giúp chụp cho mình một bức ảnh nhé của phòng học nhé. Ai đang học trên máy tính thì có thể chụp giúp mình một bức ảnh nhé. Cảm ơn các bạn. Đấy, và chúng ta sẽ thay đổi tư duy nhé. Tiền đến với tôi rất là dễ dàng. Ok. Đấy. Bởi vì là bản thân mình lúc nào ngày trước mình chưa học sâu về những cái này thì mình chỉ biết rằng là mình có một phát đến một cái suy nghĩ đấy là mình cứ hết tiền là mình lại có tiền, thì bây giờ mình học rồi thì mình sẽ gieo khác hơn đấy. Đấy, lúc nào mình cũng nghĩ là tiền luôn đến với bản thân mình đấy. Và đôi khi là mình sẽ nghĩ rằng là đôi khi mình sẽ sống ở trong đấy nhá. Đấy, các bạn phải tập sống ở trong trong những cái trạng thái đấy thì các bạn mới dễ dàng thu hút nhanh chóng hơn nhé. Bởi vì lúc đấy là cái cảm xúc của các bạn tăng lên, khi cảm xúc tăng lên thì tần số năng lượng tăng lên, và lúc đó cái sự thu hút của các bạn rất là mạnh mẽ đấy. Đấy, ví dụ như bản thân mình nhé, sau khi ăn cơm mình nghĩ rằng là tiền luôn đến với mình một cách dễ dàng nhé. Và đôi khi là mình nghĩ tới là mình tưởng tượng, mình ngồi mình hình dung đấy, sau khi ăn cơm xong thì tiền về với mình tanh tanh tách chẳng hạn đấy. Và tự nhiên mình cầm điện thoại lên là mình thấy các dấu cộng tài khoản ấy nó cứ tăng lên đấy. Đấy, đó là cái cách đấy để mà mình có thể thu hút nhá. Bởi vì mình phải sống trong đó bằng cái sự ám ảnh thì vũ trụ mới giúp chúng ta thu hút được. Đấy. Hoặc là bản thân mình trước khi đi ngủ ấy, mình trước khi đi ngủ thì mình hay để cái chế độ máy bay ấy. Đấy thì mình tắt tắt điện thoại bằng cách là mình để chế độ máy bay để mình thứ nhất là bảo vệ bản thân mình, bởi vì là cái sóng wifi ấy, cái sóng của điện thoại ấy, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới não bộ của mình ấy, thì mình sẽ tắt cái sóng wifi đi và mình để chế độ máy bay. Và sau khi mình tắt máy thì mình sẽ hình dung rằng là khi mình nằm lên giường mình tắt máy xong mình cất máy, thì mình sẽ hình dung rằng là mình nghĩ rằng là sáng mai, ngày mai tôi thức dậy, tôi mở điện thoại ra và tôi được thấy đấy, tôi đã thấy một loạt các số cộng tài chính đấy về với tài khoản ngân hàng của mình đấy. Các bạn có thấy thú vị không ạ? Khi các bạn tưởng tượng đến như thế thì các bạn cũng kích hoạt được cái cảm xúc của mình lên đấy. Đấy, nó rất là tuyệt vời đấy ạ. Đó, đó là những cái keyword nhé, và những cái bí mật mà mình đã áp dụng thực tế đấy ạ. Mình đã trải nghiệm và ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn đấy ạ. Không cần là biết là nhiều hay ít nhé. Đấy, nhưng mà cứ các số cộng tài chính đến thì chúng ta đều hoan hỉ đón nhận đúng không ạ? Bởi vì chúng ta như được đón nhận một cái món quà từ vũ trụ ấy ạ. Còn nếu như các bạn chê những số cộng ít ấy, đấy cái số tiền ít ấy, thì các bạn cũng sẽ không bao giờ nhận được cái số tiền lớn đâu ạ. Nên bất kỳ một cái số tiền nào mà đến với bản thân mình ấy, mình cũng cảm thấy rất là hoan hỉ và mình biết ơn là vũ trụ đã mang cái số tiền này đến cho con. Đấy, các bạn cứ làm như thế một thời gian đi ạ. Chắc chắn là điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Thế nên là trong suốt quá trình học mình mới bảo với các bạn là khi các bạn gieo hạt cho ai đấy ấy, đấy, cái tâm thế của các bạn gieo hạt như thế nào thì các bạn sẽ được đón nhận như thế. Và bản thân mình khi nhận mỗi số cộng tài chính ấy từ mọi người ấy, ví dụ như mọi người gieo hạt 20 hay 50 hay là 99 hay là 68 như thế nào đấy, mình đều hoan hỉ đón nhận. Và mình cứ thấy hàng loạt cái dấu cộng đấy tài chính lên là mình cảm thấy thú vị và nó lại kích thích đấy bản thân mình nhiều hơn nữa. Đấy, các bạn có hiểu chỗ này không ạ? Đấy, các bạn có cảm thấy rằng là khi mình chia sẻ cái điều này thì bên trong các bạn cũng có một cái niềm vui không ạ? Và các bạn có cảm thấy mình cũng đang rân rân trong cái sự sung sướng cái điều này không ạ? Các bạn có cảm nhận cái điều đấy ạ? À đúng rồi, ví dụ nha, mình có khách mai hẹn chuyển khoản và mình hoan hỉ đón nhận không, thì mình sẽ hình dung đấy, trước lúc đi ngủ mình sẽ hình dung rằng là và mình biết ơn trước nhé, mình sẽ biết ơn trước đấy, mình biết ơn khách hàng đã tin tưởng tìm đến mình đúng không ạ, biết ơn khách hàng đã cho mình cơ hội để mình được kết nối và cho mình cái cơ hội để mình kết nối cái sản phẩm dịch vụ của mình tới khách hàng để giúp đỡ khách hàng như thế nào. Đấy, ví dụ như các bạn đang kinh doanh về dịch vụ của Zila đúng không? Thì các bạn sẽ biết ơn đấy là nhờ có khách hàng tin tưởng mà nhờ có bạn tin tưởng mình mà mình mới có cơ hội để kết nối cái dịch vụ của bên mình tới bạn để giúp cho bạn kinh doanh được tốt hơn đúng không ạ?
Đấy, và nhờ có bạn mà mình mới được chia sẻ những cái giá trị đúng không ạ, chia sẻ những cái kiến thức đúng không ạ, và chia sẻ những cái trí tuệ của mình đến với bạn đúng không ạ, và mình xin được đón nhận đấy cái số tiền ấy mà bạn dành cho mình, đấy cái số tiền mà bạn đã tin tưởng vào cái dịch vụ sản phẩm của mình. Đấy, chỗ này mọi người hiểu không ạ? Và lúc đấy mình sẽ hình dung và mình tưởng tượng, đấy mình biết ơn, mình trân trọng, thì các bạn chắc chắn sẽ đón nhận cái khoản tiền đấy về với mình đấy ạ. Chỗ này các bạn đã hiểu chưa ạ? Chỗ này các bạn đã hiểu chưa ạ? Các bạn có nghe rõ mình nói không ạ? Ok, các bạn hãy tương tác nhanh hơn nhé. Đấy. Ok. Đấy, các bạn hiểu thì hãy làm nhé. Đấy. Và cái bí quyết mà mình đã chia sẻ với các bạn đấy là khi mình hình dung và tưởng tượng, khi mà sáng mai thức dậy mở điện thoại ra thì hay là ngày mai khi mà chúng ta mỗi lần cầm điện thoại hay chúng ta mở điện thoại ra thì chúng ta đã thấy các cái dấu cộng tài chính, các cái dấu cộng tài khoản về với ngân hàng của mình ấy. Đấy, thì đó cũng là một cái bí quyết của cái sự giàu có đấy ạ, mà các cái người giàu đã ứng dụng đấy ạ. Đấy, các bạn cứ sống ở trong đó thì chắc chắn là vũ trụ sẽ mang tới cho bạn đấy ạ. Bởi vì khi mà các bạn hình dung tưởng tượng như thế thì các bạn sẽ kích thích được cái năng lượng làm việc của mình ấy. Đấy, các bạn sẽ yêu cái công việc của mình và yêu khách hàng. Đấy, yêu tất cả những cái số tiền đến với các bạn. Đúng không ạ? Đấy, và mình chia sẻ thêm cho các bạn đấy là khi mà nghĩa là các bạn cần cài đặt tâm thức của mình nhé. Đấy, nghĩa là lúc nào mình cũng nghĩ rằng là khi nào tôi cứ cầm điện thoại lên là tài khoản lại về. Đấy. Đó. Hay không ạ? Lúc nào tôi cứ cầm điện thoại là tài khoản lại về. Đấy, lúc nào tôi cứ cầm điện thoại là tài khoản lại về. Đấy, đúng ạ. Bởi vì một ngày các bạn cầm điện thoại rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà các bạn đang có bao giờ để ý rằng là chúng ta đang cầm điện thoại trong trạng thái như thế nào không ạ? Các bạn có bao giờ để ý là chúng ta đang cầm điện thoại trong trạng thái như thế nào không ạ? Có phải là có những lúc các bạn cầm điện thoại trong trạng thái ủ rũ đúng không ạ? Buồn đau đúng không ạ? Hay là các bạn cầm điện thoại là tài khoản tiền lại về ạ? Vậy thì các bạn sẽ lựa chọn điều gì ạ? Các bạn sẽ lựa chọn điều gì ạ? Chúng ta sẽ lựa chọn đó là khi chúng ta cầm điện thoại là tài khoản tiền lại về đúng không ạ? Đúng rồi, khi nào tôi cứ cầm điện thoại là tài khoản đấy, đấy tiền lại về đúng không ạ? Và các bạn hãy nở một nụ cười thật là tươi nhé. Đấy. Và ban đầu khi mà các bạn làm điều ấy thì tuy là chúng ta sẽ có một số bạn đấy cũng sẽ chưa thấy kết quả ngay, bởi vì các bạn cũng hiểu rồi đấy, do cái hạt giống chúng ta đã gieo trước đó nữa, thì khi mà đến thời điểm, đến đúng thời điểm thì nó mới nở rộ đấy, dựa vào những cái công cụ mà chúng ta đang được học đấy ạ. Đấy, nên là các bạn hãy cứ tự tin nhé. Đấy, cho dù ban đầu khi mà chúng ta làm điều ấy thì chúng ta có thể là chưa thấy cái kết quả ngay, nhưng mà khi mà chúng ta cứ làm nhiều rồi thì kết quả chắc chắn nó sẽ về nhé. Đấy, bởi vì niềm tin nó sẽ thôi thúc các bạn, và niềm tin sẽ giúp các bạn đạt được cái điều đấy. Đấy, nên là thực sự ra là khi mà chúng ta muốn làm giàu ấy, đấy thì nó cũng dễ thôi ạ. Bởi vì nếu mà các bạn biết cách làm chủ tiềm thức và thay đổi tư duy, và các bạn biết cách đặt lệnh cho vũ trụ và tin tưởng, và sau đó là các bạn sẽ thấy là khách hàng từ đâu đến và nguồn từ đâu về đấy ạ. Các bạn nhớ nhé. Đấy, tất cả chúng ta đều là một ở trong cái vũ trụ này. Đấy, lệnh của chúng ta cũng chính là lệnh của vũ trụ. Đấy, nhưng mà có rất là nhiều người không không hiểu và không chịu hiểu. Đấy, họ vẫn cứ kêu rằng là họ vẫn cứ kêu đầu miệng rằng là em nghèo lắm, em khổ lắm, em không có tiền đâu, đúng không ạ? Đấy.
Đúng ạ, đúng rồi, chúng ta sẽ cảm nhận cái tiếng tinh tinh đấy. Và khi mà chúng ta nhìn trên màn hình điện thoại đúng không ạ, và chúng ta thấy, ô, tài khoản lại cộng bao nhiêu tiền đấy đúng không ạ. Đấy, đó chính là cái cách mà chúng ta neo cảm xúc để chúng ta đạt được cái điều đấy đấy ạ. Đấy. Đó. Đấy, mọi người, có một số người vẫn cứ kêu là, luôn miệng kêu là nghèo khổ đúng không ạ. Đấy, thì khi mà các bạn kêu như vậy thì sao ạ? Đấy, thì tức là khi đó các bạn đang ra lệnh cho vũ trụ như thế nào ạ? Cho bạn sự nghèo khó đúng không ạ? Đấy đúng ạ, mỗi lần các bạn kêu ca chính là các bạn đang ra lệnh cho vũ trụ mang tới cho các bạn điều đấy đấy ạ. Đấy đấy, thế nên là trong sau khi kết thúc buổi học ngày hôm nay ấy, đấy thì các bạn nên xem lại các cái ngôn ngữ mà mình đang nói nhé. Đấy để chúng ta có những cái ngôn ngữ và chúng ta biết cách gieo ra nhé. Thế nên là bạn nào còn than thở còn nói như thế ấy, thì thay vì nói như thế thì chúng ta hãy nói là mỗi lần tôi cầm điện thoại là tài khoản lại về nhá. Và các bạn cứ kiên trì làm liên tục thì đến một lúc nào đó thì các bạn rất là thấy rất là vi diệu luôn. Đấy, cứ cầm điện thoại là tài khoản lại về, cứ cầm điện thoại là thấy tinh tinh đúng không ạ? Đấy. Các bạn nên nhớ rằng là vũ trụ rất là rộng lớn và giàu có. Tiền trong vũ trụ cũng rất là nhiều luôn. Đấy, vũ trụ đầy tiền luôn. Đấy. Và bây giờ mình muốn các bạn hãy cùng comment 9 lần vào phần chat nhé. Vũ trụ này đầy tiền. Các bạn comment đi ạ. Các bạn cùng comment vào phần chat nhé. 9 lần vũ trụ này đầy tiền. Khi các bạn comment như vậy, tức là các bạn cũng đang công nhận đấy ạ. Và các bạn cũng đang công nhận rằng là bản thân mình cũng đầy tiền như vũ trụ đấy ạ. Vũ trụ này đầy tiền. Ok, tốt lắm. Cảm ơn các bạn. Yes, tốt lắm. Cảm ơn các bạn. Đấy, các bạn sẽ thấy được mình có một cái nguồn năng lượng rất là khác luôn. Đấy, đúng rồi, tốt lắm. Đấy, nên là các bạn phải hiểu một sự thật như thế này nhá. Đấy, nếu như có ai đó nói với các bạn ấy, vũ trụ này nghèo khó ấy, thì người đấy không hiểu gì về vũ trụ hết nhá. Đấy, vũ trụ các bạn thấy sao ạ? Rất là rộng lớn và bao la đúng không ạ? Và vũ trụ đang ôm trọn chúng ta đúng không ạ? Thế nên là vũ trụ cũng rất là dư dả và thịnh vượng và đầy tiền đấy ạ. Đấy. Đấy, các bạn cứ nói như thế là chắc chắn là tiền sẽ về đấy ạ. Đấy, và mình muốn nhắc nhở với các bạn đấy là khi mà các bạn muốn làm giàu bằng tiềm thức ấy thì các bạn phải dám tin vào những cái điều mà các bạn chưa có nhá. Các bạn nhớ cho mình điều này nhá. Khi mà các bạn muốn làm giàu bằng tiềm thức ấy thì các bạn phải dám tin vào những cái điều mà các bạn chưa có. Đấy, các bạn đã nghe câu tiếc thay cho ai chưa thấy đã tin chưa? Đấy, phải tin thì nguồn lực mới về đúng không ạ? Phải tin thì vũ trụ mới cho chúng ta nguồn lực đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Bởi vì là có nhiều người tin xong rồi, đấy, tin rồi nhá, xong nguồn lực về xong lại từ chối không nhận. Đấy, tin là mình giàu có và tin là mình xứng đáng được nhận tiền, đúng không ạ? Nhưng mà sau đó có ai đó cho tiền. Đấy, có một người nào đấy cho tiền. Đấy, thì họ lại từ chối. Thôi, không lấy đâu, không nhận đâu ạ. Đúng ạ. Nhá. Nên là các bạn hãy thay đổi cho mình cái tư duy nhá. Đấy, hãy thay đổi cái niềm tin nhá. Đấy, hãy tin là vũ trụ này đầy tiền. Đấy, sau đó các bạn sẽ dần dần các bạn sẽ thấy được cái điều kỳ diệu xảy ra. Đấy. Và các bạn. Đấy, các bạn đã hiểu chỗ này chưa ạ? Đấy. Và các bạn hãy nhớ cho mình một điều này nữa nhé. Các bạn hãy nhớ cho mình một điều này nữa nhé. Đấy là có phải là các bạn đang giao lưu với những người có cùng tần số năng lượng với các bạn hay là những người mà có cái tần số năng lượng thấp không ạ? Nghĩa là ở xung quanh các bạn ấy, các bạn đang tự giao lưu với những người có cái tần số năng lượng thấp không ạ? Mà không phải là giao lưu với những người có tần số năng lượng cao đúng không ạ? Đúng ạ. Chúng ta đang giao lưu với những người có tần số năng lượng thấp nhiều hơn là những người có tần số năng lượng cao đúng không ạ?
Rồi có nhiều người còn bị cuốn vào những cái drama ấy. Đấy, thì nó có bổ ích gì, giúp ích gì cho các bạn không ạ? Các bạn share cái gì nhiều thì các bạn sẽ thu hút cái điều đấy đúng không ạ? Và khi các bạn càng nói chuyện với nhiều người tiêu cực, đấy, năng lượng thấp thì các bạn cũng bị kéo theo đấy ạ. Thế nên là khi mà chúng ta chưa có nhiều người để chúng ta có cái tần số năng lượng cao, hay là chúng ta chưa có nhiều người giàu có hay là giỏi sang mà chúng ta có thể tiếp cận được trực tiếp với họ, thì chúng ta hãy follow họ và chúng ta có thể thường xuyên đọc những cái bài viết đấy của họ để chúng ta gia tăng được cái nguồn năng lượng tích cực và cái nguồn năng lượng tần số cao từ họ nhé. Đấy, các bạn hiểu chỗ này không ạ? Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đang ở một cái tầng năng lượng thấp hơn so với những cái người thành công khác đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta muốn nâng cái tần số năng lượng của chúng ta lên thì chúng ta sẽ follow những cái người mà có cái năng lượng cao đúng không ạ? Những cái người có tư duy tích cực đúng không ạ? Và những người giàu có đúng không ạ? Để chúng ta thỉnh thoảng chúng ta lướt qua họ, chúng ta đọc những bài viết của họ và chúng ta cũng được đón nhận cái nguồn năng lượng từ họ đấy ạ. Đúng không ạ? Bởi vì các bạn phải hiểu rằng là khi mà chúng ta đã năng lượng thấp rồi đấy mà chúng ta cứ tiếp cận với những người năng lượng thấp nữa thì chúng ta cũng bị kéo đi đúng không ạ? Và chúng ta sẽ không thoát ra khỏi được cái môi trường đó đúng không ạ? Đấy. Khi mà còn ngược lại, khi mà chúng ta đang ở cái mức năng lượng thấp nhưng mà chúng ta cứ tìm cách tiếp cận với những người năng lượng cao đúng không ạ? Thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ được lây lan đấy cái nguồn năng lượng cao từ họ nhé. Và các bạn biết không ạ, khi chúng ta tiếp cận như vậy ấy, đấy, thông qua một cách vô hình ấy, thì các bạn cũng sẽ được hưởng phước từ năng lượng của họ đấy ạ. Các bạn hiểu không ạ? Bởi vì là chúng ta phải hiểu là nhiều khi mà mình đang còn nghèo khó ấy, thì do mình đang còn ít phước quá, đấy, phước mình còn mỏng quá ấy ạ. Đấy, mình không có cái hạt giống nó ở trong cái mảnh đất của mình ấy ạ. Đấy, nhưng mà nếu như mà mình cứ lân la chơi hay là tiếp cận với những người mà người ta có cái tần số năng lượng cao ấy, thì cái mảnh đất phước rộng lớn của các bạn cũng sẽ được hưởng lây từ họ đấy ạ. Mọi người đã hiểu chỗ này chưa ạ? Mọi người đã hiểu cái chỗ này chưa ạ? Ok. Đấy. Vậy nên là sau buổi tối ngày hôm nay thì các bạn hãy cứ tìm những cái người giàu có và những cái người có nguồn năng lượng tích cực để chúng ta follow và chúng ta thỉnh thoảng chúng ta được đón nhận cái nguồn năng lượng từ họ đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hạt giống tâm thức thịnh vượng số 5 nhé. Các bạn hãy cùng ghi xuống cho mình nhé. Các bạn hãy ghi xuống quyển sổ của các bạn và cùng comment lên đây nhé. Tâm thức thịnh vượng số 5. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi. Các bạn viết đi ạ. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi. Các bạn viết xong chưa ạ? Ok. Đấy, tâm thức thịnh vượng số 5 của chúng ta đó là tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi. Đấy, các bạn hãy nhớ câu này nhé. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ thực hành như thế này ạ. Chúng ta sẽ sau cái buổi học này nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ xem ở trong ví của chúng ta và tìm tất cả cái số tiền mặt của chúng ta đang có nhé. Và chúng ta sẽ vuốt thẳng tiền, kể cả tiền lẻ nhé. Kể cả những tờ tiền giấy, tiền lẻ 1.000 hay 2.000 nhé. Chúng ta sẽ xếp gọn gàng vào trong ví của chúng ta nhé. Đấy, chúng ta lấy ví ra. Hoặc là bây giờ các bạn có ở gần ví của các bạn hay không, thì các bạn hãy lấy cái ví đựng tiền của các bạn ra ấy. Thì chúng ta sẽ kiểm tra rằng là bên trong chúng ta có bao nhiêu cái số tiền đấy và có những cái tờ tiền lẻ hay là tờ tiền chẵn như thế nào đấy. Thì chúng ta kiểm tra xem là chúng ta đã để tiền ngăn nắp chưa? Đấy, cái tiền có được xếp gọn gàng trong ví hay không và nó có được thẳng không? Đấy.
Đấy, chúng ta hãy lấy ví ra luôn và chúng ta vuốt lại tất cả những cái tờ tiền nào mà nó đang bị quăn mép. Đấy, và các bạn cũng chú ý nhé, nếu như mà cái ví đựng tiền của mọi người ấy, nếu như ví đựng tiền của ai đó mà nó cũ quá đấy, đấy, hay là nó có chút rách đấy, thì hoặc là hay là nó bị bẩn quá ấy, thì chúng ta hãy nên thay cái ví tiền mới nhé. Nhé. Bởi vì tiền cũng đáng được trân trọng đúng không ạ? Chúng ta hãy học cách trân trọng tiền đúng không ạ? Đấy, và trân trọng cái từng cái số tiền đấy ạ. Từ số tiền nhỏ nhé. Và còn một điều nữa đấy là khi mà chúng ta thực hành cái điều này ấy, thực hành cái tâm thức thịnh vượng số 5 này ấy, tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi ấy, thì chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta hãy sử dụng tiền vào việc có ích cho cuộc đời. Đấy, đấy chính là việc mà thể hiện các bạn có ích cho cái cuộc đời này. Đấy, khi mà các bạn sử dụng tiền vào những việc có ích cho cuộc đời ấy, thì ví dụ như là nếu như mà có những cái bạn ấy mà sử dụng tiền để chơi cờ bạc và lô đề ấy, thì đấy là các bạn đã không trân trọng tiền và không yêu tiền rồi nhá. Đấy. Và các bạn có thể thấy rằng là khi người ta sử dụng tiền để chơi lô đề cờ bạc ấy thì nó mất nhiều hơn là được đúng không ạ? Và khi có những người người ta được ấy như thì họ cũng tiêu tán cái số tiền đấy rất là nhanh đúng không ạ? Và các bạn cũng đã từng chứng kiến và từng nghe nhiều câu chuyện rằng là người ta trúng hàng tỷ đồng nhưng mà sau đó một vài năm thì sao ạ? Cũng tán gia bại sản đúng không ạ? Cũng mất hết đúng không ạ? Các bạn hiểu chỗ này không ạ? Các bạn đã từng nghe rồi đúng không ạ? Đấy, thế nên là chúng ta hãy mình nên sử dụng một ví tiền chị ạ. Nó như một người bạn với chúng ta ấy. Mình nên sử dụng một ví tiền. Ví dụ như cái ví là khác và mà cái túi là khác nhá. Cái ví sẽ đi theo chúng ta đúng không ạ? Nhưng mà túi xách thì chúng ta có thể thay đổi đúng không ạ? Đấy, đúng không ạ? Khi ngày hôm nay chúng ta có thể mang túi xách này, ngày hôm sau chúng ta mang túi xách sau, nhưng mà trong túi xách sẽ có ví tiền đúng không ạ? Vậy thì ví tiền thì chúng ta sẽ sử dụng một ví tiền thôi ạ. Còn túi xách thì chúng ta có thể đựng cái ví tiền của chúng ta trong nhiều túi xách khác nhau được nhá. Chị Nhung đã hiểu chưa ạ? Đấy. Và thế nên là chúng ta hãy sử dụng tiền bạc vào những việc có ích cho cuộc đời nhá. Ví dụ như các bạn gieo hạt đấy cho tiền cho một ai đó đúng không ạ? Thì cái hành động đó của các bạn ấy cũng thể hiện rằng là các bạn đang yêu tiền đúng không ạ? Đấy, các bạn yêu tiền và trân trọng tiền nên nên mà khi mà các bạn cho tiền đấy, ví dụ như các bạn thiện nguyện đúng không ạ? Và các bạn gieo cho một ai đó đúng không ạ? Các bạn có những cái hành động đẹp ấy thì tiền cũng rất là yêu quý và trân trọng các bạn đấy ạ, bởi vì các bạn đã biết sử dụng tiền đúng cách đấy ạ. Đấy, các bạn hiểu không ạ? Các bạn chị có hiểu vì vì sao mà khi mình sử dụng quá nhiều cái ví đựng tiền ấy, đấy thì cái năng lượng ấy nó sẽ không tập trung vào một chỗ đúng không ạ? Và nó sẽ bị phân tán ra ấy. Đấy, chỗ này chị Nhung chú ý cho em nhé. Đấy, và tất cả các bạn ở đây cũng chú ý nhé. Ví dụ như ví tiền thì chúng ta sử dụng một ví đấy, và chúng ta khi nào mà ví nó cũ rồi và rách thì chúng ta sẽ thay, nhưng mà ví còn sử dụng được thì chúng ta hãy sử dụng một ví tiền, còn ví tiền để trong túi xách nào thì cũng được nhá. Đấy, không không cần là phải sử dụng một túi xách, nhưng chúng ta sử dụng một ví tiền đấy ạ, còn ví tiền chúng ta để trong túi xách nào cũng được nhá, bởi vì ví tiền là nó đi đi cạnh với tiền của chúng ta đúng không ạ? Luôn luôn tiền để trong ví tiền đúng không ạ? Mà mọi người sử dụng nhiều ví tiền khác nhau ấy thì sao? Tiền nó bị lang thang ấy, kiểu nó không ở một chỗ, nó không tập trung ấy. Đấy thì các bạn sẽ không thu hút được tiền tập trung ấy. Đấy, chỗ này các bạn đã hiểu chưa ạ? Vâng. Ok. Nếu như mà chúng ta đang có cái thu nhập dưới 50 triệu hay là dưới 100 triệu hay là dưới 30 triệu đấy,
Đấy, đối với những người đang kinh doanh ở Zila mà chúng ta đang có thu nhập dưới 20 triệu thì như thế nào? Thì chúng ta cần làm gì ạ? Chúng ta cần phải tập trung học nhiều hơn nữa đúng không ạ? Chúng ta phải tăng cái kiến thức và cái chỉ số hành động của chúng ta lên đúng không ạ? Và chúng ta cũng cần tăng cái sự chỉ số kỷ luật của chúng ta lên đúng không ạ? Em bỏ vào thẻ. Đấy thì tức là khi mà chúng ta bỏ tiền vào thẻ nhá. Đây chỗ này Tiểu My nói thì chị sẽ hướng dẫn luôn nhá. Khi mà chúng ta bỏ tiền vào thẻ đúng không? Thì thẻ của chúng ta cũng để trong một cái ví đấy ạ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không thay ví để thẻ nhá. Chị cũng toàn là dùng thẻ thôi, dùng thẻ là chính, ít khi có tiền mặt ở trong ví. Nhưng mà chúng ta cũng không nên để trong ví của chúng ta không có tiền mặt nhé. Dù là một cái số tiền nhỏ ở đấy, dù là một cái số tiền nhỏ thôi nhưng mà nó ở trong ví ấy, thì nghĩa là trong ví của chúng ta có tiền đúng không ạ? Tiền nào cũng có đúng không ạ? Và khi mà chúng ta sử dụng thẻ thì chúng ta cũng sẽ lưu giữ thẻ vào một cái ví thôi đúng không ạ? Chúng ta không nên để thẻ quá nhiều ví nhá. Đấy, và các bạn phải hiểu rằng đấy là khi mà chúng ta đang có mức thu nhập dưới 20 triệu hay là 30 triệu hay 50 triệu hay dưới 100 triệu ấy, thì các bạn cần biết là mình cần phải nỗ lực và tập trung nhiều hơn đúng không ạ? Các bạn bị lang thang nên là các bạn không 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 hoàn toàn tập trung vào để các bạn có được đạt được cái số tiền, cái mức thu nhập là 20 triệu hay 30 triệu hay 50 triệu hay là thậm chí là 100 triệu cũng rất là dễ khi mà các bạn tập trung đúng không ạ? Và các bạn cần phải thực sự là cam kết là mình học và mình phải thực hành luôn. Đấy, chúng ta thường có cái và hầu như ấy người dân Việt Nam ấy, đấy, nghĩa là cái dân số tỷ lệ người dân ở Việt Nam ấy, chúng ta thường nghe xong một lần và thôi, không ít khi mấy ai nghe lại và ít khi mấy ai học lại. Kể cả là các bạn ghi âm, các bạn sau rồi các bạn về các bạn cũng để đấy, các bạn không học lại và các bạn không ứng dụng thì sao ạ? Các bạn cứ đi tìm hết cái này đến cái nọ mà trong khi các bạn chưa ứng dụng được hết, đúng không ạ? Các bạn có nhận ra cái lỗi này không ạ? Các bạn có nhận ra cái lỗi này không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì từ sau buổi ngày hôm nay các bạn hãy xem lại nhé. Đấy, chúng ta đã muốn cái gì là chúng ta phải làm bằng được, và chúng ta tập trung cái gì là chúng ta tập trung vào cái đấy. Đấy, ví dụ như các bạn học cái bài này thì các bạn phải ứng dụng được cái bài này. Còn nếu như các bạn học xong các bạn không hành động, không ứng dụng cái bài này thì các bạn cũng không bao giờ đạt được đến cái thành công và cái mức thu nhập cao đâu ạ. Đấy, nên là các bạn phải hiểu rằng là người giàu thường là những người có trí tuệ hơn. Đấy, biết nhiều hơn và cái chỉ số nỗ lực và hành động của họ cũng nhiều hơn, đúng không ạ? Đấy, tất cả chúng ta ở đây thì ít ai là có cái điểm tựa đó là cha mẹ xuất sắc, đúng không ạ? Như vậy thì khi mà chúng ta không có cha mẹ xuất sắc và chúng ta không được hỗ trợ từ cha mẹ, không có cái nền tảng từ cha mẹ xuất sắc thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải nỗ lực hơn người thường đúng không ạ? Và chúng ta phải nỗ lực hơn bình thường đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã không có điểm tựa rồi lại còn lười nữa đúng không ạ? Và không chịu nỗ lực thì kết quả xảy ra như thế nào ạ? Sẽ không có tiền thôi đúng không ạ? Là nghèo thôi đúng không ạ? Đúng không ạ? Và doanh số của chúng ta thấp thôi đúng không ạ? Cho nên là chúng ta hãy thực sự là kỷ luật với bản thân mình. Đấy, cho nên là hãy nỗ lực hơn nữa nhé. Đấy, chúng ta học đến đâu thì chúng ta sẽ thực hành tới đó luôn nhé. Và chúng ta trong quá trình chúng ta thực hành ấy thì chúng ta sẽ biết được là cái mô thức nào sẽ phù hợp với chúng ta, và chúng ta sẽ tạo ra một cái quy trình cho bản thân chúng ta nhé. Đấy, các bạn phải hiểu rằng là tại sao người giàu lại càng giàu hơn đúng không ạ? Bởi vì người ta nỗ lực hơn mình đúng không ạ? Người ta chăm chỉ học tập phát triển bản thân đúng không ạ? Người ta chăm chỉ tiếp thu trí tuệ đúng không ạ? Và người ta học nhiều hơn mình và người ta cũng đọc sách nhiều hơn mình đúng không ạ? Và cái chỉ số hành động của người ta cũng cao hơn mình đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể là chưa cần hay là không cần mơ ước rằng là chúng ta xuất sắc nhất đất nước này hay là thế giới, nhưng mà ít nhất là mình phải phát triển đã đúng không ạ? Đấy, ít nhất là bản thân mình phải phát triển đã đúng không ạ? Bởi vì xã hội càng ngày càng phát triển đúng không ạ? Cái vòng quay cuộc sống ngày càng đi lên đúng không ạ? Nếu như bản thân mình không phát triển thì sao ạ?
thì chúng ta sẽ bị xã hội đào thải, đúng ạ? Đúng ạ. Nên là ít nhất bản thân mình cần phải phát triển đã, đúng ạ? Và cái sự đầu tư khôn ngoan nhất đấy chính là cái sự đầu tư vào trí tuệ và phát triển bản thân. Các bạn nhớ nhé, sự đầu tư khôn ngoan nhất chính là sự đầu tư vào trí tuệ và phát triển bản thân. Đấy, các bạn có biết là thầy của chúng ta đúng không ạ? Đọc sách nhiều từ bé đúng không ạ? Và khi mà đọc sách nhiều thì cái trí nhớ được tăng lên đúng không ạ? Và cái cảm thụ được tăng lên đúng không ạ? Thì cái trí tuệ của nhân loại chính là những trang sách đấy ạ. Đấy. Thế nên là có nhiều bạn thì cái sự đầu cái số trang sách của các bạn đọc ấy, đấy, nó còn quá ít ấy. Và cái số video các bạn nghe ấy, nó cũng còn quá ít đấy. Nên là các bạn phải hiểu rằng là số trang sách của các bạn đọc ấy, nó sẽ quyết định cuộc đời của các bạn như thế nào đấy ạ. Bởi vì khi đọc sách thì chúng ta được tận hưởng cái trí tuệ sẵn có, đúng ạ, từ bao đời nay, đúng ạ, đấy, từ các bậc thầy từ bao đời nay, đúng ạ, từ những người giàu có ở trên thế giới, đúng ạ, đã xuất bản ra, đúng ạ. Vậy thì chúng ta đang được hưởng thụ, đúng ạ, đấy, chúng ta đang hưởng thụ cái sự có sẵn từ trí tuệ của thế giới, đúng ạ, đúng ạ. Đấy, nên là cái sự thành công nó còn rất là lớn, bởi vì là các bạn cũng biết đấy, đúng ạ, cái tỷ lệ mà người ta bỏ cuộc giữa chừng nó rất là nhiều, đúng ạ. Thế là cơ hội của mình lại càng có, đúng ạ. Vậy thì bản thân mình phải nỗ lực, đúng ạ, và bản thân mình phải khôn ngoan lên chứ ạ, đúng ạ. Đấy, nếu như mà các bạn lười đọc sách thì cái vốn ngôn từ của các bạn cũng sẽ ít, đúng không ạ, và các bạn cũng không khai mở được trí tuệ, đúng không ạ, và cái tư duy của các bạn cũng không mở rộng ra được. Vậy thì làm sao mà các bạn có thể phát triển bản thân và phát triển sự nghiệp được, đúng không ạ, mà gia tăng được tài chính, đúng không ạ, đúng không ạ. Đấy đấy, người khôn cũng đầy, nhưng mà chúng ta muốn khôn ngoan hơn thì chúng ta hãy đọc sách đi ạ. Đấy, bạn phải khôn hơn, bạn phải giỏi hơn, bạn phải xuất sắc hơn. Đấy, muốn thế thì bạn phải đọc sách. Đấy, bạn phải biết rằng là bạn phải biết lấy cái trí tuệ từ chính nhân loại, chính là sách đấy ạ. Đấy, trí tuệ của nhân loại chính là sách đấy ạ. Bởi vì các bạn biết rằng là các cái tỷ phú trên thế giới, đúng không ạ, những người giàu nhất trên thế giới, đúng không ạ, họ đều ứng dụng từ sách cũng nhiều, đúng không ạ. Đấy, họ đã viết ra những cái cuốn sách của cuộc đời này, đúng không ạ. Đấy, bởi vì khi lúc này ấy, các bạn mà càng đọc sách càng nghe sách ấy, thì các bạn sẽ học được cái nhiều ý tưởng ở trong đó, đúng không ạ, và cái sự khôn ngoan ở trong đó. Đấy, các bạn hiểu chỗ này chưa ạ? Nên là hãy dành ra cho bản thân mình một ngày ấy 30 phút thôi. Đấy, ví dụ như mới thời gian đầu ấy, thì các bạn đọc 3 trang sách thôi. Và các bạn nên biết rằng là cuốn sách đầu tiên mà mình nên đọc không phải là cuốn sách về kinh doanh nhé, mà chúng ta phải học về tư duy phát triển bản thân và ứng xử đối nhân xử thế và phát triển hoàn thiện bản thân mình trước tiên là học kinh doanh. Bởi vì sao ạ? Chúng ta đang thiếu cái điều đó mà, đúng không? Đấy, có điều đó thì mới phát triển được kinh doanh mà, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy lựa chọn một cuốn sách mà khi mà là nhìn vào cuốn sách đó chúng ta cảm thấy muốn đọc nó nhé. Đấy, và chúng ta sẽ tăng cái tỷ lệ đọc sách của chúng ta lên mỗi ngày. Lúc đầu là 5 phút, rồi 10 phút, và các bạn phải cảm thấy hứng thú một cái quyển sách nào đấy nhé, thì các bạn mới tạo cho mình được một cái thói quen đọc sách được, và các bạn mới yêu việc đọc sách được. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tâm thức thịnh vượng số 6 trong buổi tối ngày hôm nay. Các bạn hãy bắt đầu ghi xuống nhé. Tâm thức thịnh vượng số 6 đó chính là: tiền được hấp dẫn đến với tôi và tìm đường đến với cuộc đời tôi nhanh chóng. Tiền được hấp dẫn đến với tôi và tìm đường đến với cuộc đời tôi nhanh chóng và dễ dàng. Vì tôi đã và luôn giúp tiền đến với người khác nhanh chóng và dễ dàng.
Cái cuốn Hẹn bạn trên đỉnh thành công cũng là cuốn đầu tiên thầy đọc. Khi mà các bạn phải đọc và phải nghiền ngẫm thật kỹ. Nếu như chúng ta chưa được thông minh, đấy, chúng ta chưa được nhớ thì chúng ta lại đọc tiếp. Đấy, để nó găm vào cái tiềm thức của chúng ta, găm vào não bộ của chúng ta. Và mỗi lần chúng ta đọc, chúng ta lại chiêm nghiệm ra một điều khác nhau. Các bạn cứ để ý mà xem. Mỗi thời đọc lại được mà. Chúng ta phải đọc lại chứ. Không có ai đọc sách một lần cả. Hiểu không ạ? Đúng ạ. Cũng không có ai mà muốn có một kỹ năng nào đó mà chúng ta chỉ luyện một lần cả, đúng không ạ? Đúng không ạ? À, đọc lại tâm thức số 6. Ok. Tiền được hấp dẫn đến với tôi. Tiền được hấp dẫn đến với tôi. Và tìm đường đến với cuộc đời tôi nhanh chóng và dễ dàng. Để mình gửi vào cho các bạn. Đây, mình gửi vào cho các bạn rồi đấy, và gửi vào trong nhóm Zalo ấy. Tiền được hấp dẫn đến với tôi và tìm đường đến với cuộc đời tôi nhanh chóng và dễ dàng, vì tôi đã và luôn giúp tiền tìm đến người khác nhanh chóng và dễ dàng. Ok, mọi người tốt lắm. Các bạn đã chép xuống sổ của các bạn xong hết chưa? Và ở tâm thức thịnh vượng số 6 thì chúng ta sẽ thực hành như sau ạ. Có nghĩa là chúng ta sẽ giúp người khác có tiền bằng cách giúp họ có một cái ý tưởng ấy để làm ra tiền, hay là ý tưởng để kinh doanh mà tạo ra thu nhập, đúng ạ? Hoặc là chúng ta giúp họ có một cái cơ hội, đúng ạ? Một cái cơ hội để họ kinh doanh, đúng ạ? Để họ tạo ra tiền, đúng ạ? Hay là chúng ta giúp họ có một cái việc làm, đúng ạ? Ví dụ như các bạn đang kinh doanh sản phẩm, bất kể là từ Zila hay là các bạn đang ở ngoài Zila ở đây nhá. Thì khi mà các bạn kinh doanh một sản phẩm nào đấy thì chúng ta thường tuyển đại lý, đúng không ạ? Đúng ạ? Và đó chính là cái cách mà chúng ta đang cũng đang là thực hành cái tâm thức thịnh vượng số 6 này đấy ạ. Bởi vì sao? Chúng ta đang kết nối và cho họ, đúng ạ, một cái cơ hội, đúng ạ, để họ có một cái môi trường làm việc tốt và họ được kinh doanh, đúng ạ. Họ được tạo ra thu nhập từ chính cái nỗ lực của họ, đúng ạ, từ chính cái đôi bàn tay, đôi bàn chân của họ, đúng không ạ? Đúng ạ, mọi người hiểu chỗ này không ạ? Khi mà chúng ta giúp họ có một cơ hội công việc thì khi mà họ có tiền, nghĩa là chúng ta đang giúp tiền tìm đến với họ, đúng ạ? Đúng ạ? Hay là khi một ai đó cần một cái điều gì đấy thì chúng ta có thể giới thiệu một cái mối quan hệ cho họ, đúng ạ? Đấy, tức là chúng ta đang gieo cái một cái công việc cho họ, đúng ạ? Đúng không ạ? Và còn một cách nữa đấy là chính là chúng ta sẽ đóng học phí trí tuệ về tiền, đúng ạ, về sự thịnh vượng cho người một người nào đấy, đúng ạ, một người nào đấy mà chúng ta được học, đúng ạ. Ví dụ như chúng ta thấy bài này của thầy hay, đúng ạ, đấy thì chúng ta cứ cứ gieo đi ạ, đúng ạ. Hay là các bạn học từ ai đó, đúng không ạ? Thì các bạn có thể gieo một cái món quà bất ngờ đến cho họ, đúng không ạ? Đấy. Đó là cách mà chúng ta sẽ ứng dụng tâm thức thịnh vượng số 6 đấy ạ. Đúng không ạ? Mọi người đã hiểu về tâm thức thịnh vượng số 6 chưa ạ? Đúng ạ? Bởi vì chính bản thân mình đang giúp tiền tiền bạc tìm đến với người khác nhanh chóng và dễ dàng, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ví dụ như các bạn ví dụ như là các bạn đang giúp khách hàng, đúng không? Đấy, các bạn đang có khách hàng, đúng không? Và các bạn sử dụng những cái kiến thức, đúng không? Và công cụ từ Zila, đúng không? Đúng ạ. Và các bạn hướng dẫn cho khách hàng, đúng không? Và khách hàng sử dụng kiến thức và công cụ từ Zila, đúng không? Tạo ra kết quả, đúng không?
và tạo ra tiền bạc đúng không? Đúng ạ, bởi vì họ bán được sản phẩm đúng ạ, từ kiến thức và công cụ của chúng ta đúng ạ. Thì sao ạ? Đó cũng chỉ là cách các bạn đã ứng dụng tâm thức thịnh vượng số 6 rồi đấy ạ. Đấy, các bạn đã hiểu chưa ạ? Vậy nên hãy tích cực nhá. Đấy, tích cực gieo cơ hội và kết nối để giúp đỡ những khách hàng đang ở ngoài kia đúng ạ. Để họ được sử dụng kiến thức và dịch vụ của chúng ta đúng ạ. Đấy. Các bạn đã hiểu về tâm thức thịnh vượng số 6 chưa ạ? Các bạn đã hiểu cách ứng dụng chưa ạ? Bạn hiểu chưa? Ok. Đấy thì buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta học nhẹ nhàng hai tâm thức như thế đấy ạ. Tâm thức thịnh vượng và tâm thức thịnh vượng số 5 và tâm thức thịnh vượng số 6 ấy. Các bạn đã hoàn toàn hiểu về hai tâm thức thịnh vượng tối nay mà chúng ta được học chưa? Và các bạn có cam kết là chúng ta sẽ thực hành không ạ? Áp dụng triệt để không ạ? Ok. Đấy, các bạn cứ làm đi ạ. Bởi vì khi các bạn làm thì chắc chắn là rồi các bạn sẽ có kết quả đấy ạ. Những cái điều kỳ diệu luôn xuất hiện đến với chúng ta. Ví dụ nhá, bản thân Yến Phượng nhá là mang chỉ số đường đời 5 nhá. Rồi trong bộ số lại có nhiều xuất hiện nhiều con số 5 nữa nhá. Đấy, rồi lại có cái chỉ số thiếu 1 và 4. Thế nên là Yến Phượng tuy là cũng là một ngôi sao tỏa sáng đấy và có khả năng kinh doanh rất là tốt, nhưng mà cái năng lượng lại không được ổn định. Khi mà năng lượng không ổn định thì cái về mặt tài chính nó cũng sẽ không ổn định. Hiểu không ạ? Bởi vì bản thân con người số 5 cũng dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh. Đấy, nên là người số 5 hãy tích cực đấy đến với những người có năng lượng cao. Không nên gọi là ở trong cái môi trường có cái năng lượng thấp nhé. Đấy, cái môi trường có cái năng lượng tiêu cực thì sao ạ? Hay là chúng ta nói chuyện với những người tiêu cực thì sao ạ? Đấy, cái người số 5 rất dễ bị ảnh hưởng cái điều đó và rất là dễ kéo cái người số 5 đi xuống cùng với cái trường năng lượng thấp của họ luôn. Đấy, sẽ cùng tần số với tiêu cực mà, bởi vì mình đã dễ bị ảnh hưởng rồi thì thế nên là tốt nhất là hãy lựa chọn nhé. Cái này thì em sẽ sắp xếp mà hướng dẫn mọi người cách tính sau ạ. Bởi vì là để học được một 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 để học được cách tính các chỉ số của mình ấy thì nó phải mất cả ngày cơ. Mọi người có học được cả ngày không ạ? Hoặc là ít nhất cũng phải là một buổi, phải vài tiếng ạ. Đấy, và nghĩa là nếu như mà các bạn học thì chúng ta sẽ cam kết là chúng ta học đấy, và mình sẽ chia thời gian ra để mỗi một buổi mình sẽ dạy vài vài con số thôi đấy, như thế thì chúng ta sẽ học được đấy. Còn để cho các bạn học mấy ngày liên tục giống như mà mình học thì các bạn sẽ không học được, bởi vì các bạn còn công việc nữa đấy. Và mình sẽ chia thời gian, và ở cái khóa mà về chia sẻ về các con số ấy, dạy các bạn về các con số ấy và ứng dụng các con số ấy và hiểu về các con số ấy, thì khóa đấy sẽ có phí, bởi vì nó là cái sự cam kết. Bởi vì để cho các bạn hiểu và ứng dụng được, thứ nhất là khi các bạn hiểu được thì các bạn sẽ đầu tiên là các bạn sẽ chuyển hóa được chính mình, và sau đó là các bạn còn tự tính được cho người thân của mình. Đấy, và tức là các bạn chỉ cần học để hiểu thôi đấy, chứ các bạn không thể đi chuyên sâu được.
Đấy, bởi vì các bạn không có, tức là các bạn còn đang có công việc của các bạn nữa, nên là các bạn chỉ học để hiểu và các bạn biết cách tính và các bạn biết một phần ứng dụng vào gia đình các bạn. Ví dụ như là hiểu được chồng mình, hiểu được con mình và hiểu được vì sao chồng mình hay ứng xử như thế này và mình cần phải làm gì để chuyển hóa chồng mình. Đấy, ví dụ như các bạn đang bị mất cân bằng giữa mối quan hệ vợ chồng chẳng hạn, thì khi các bạn học những cái này ấy, thì các bạn hiểu được vì sao lại như thế nhá, và các bạn sẽ chuyển hóa được cái điều đấy. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời khi mà các bạn học cái môn này. Vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp là chúng ta sẽ học vào cuối tháng nhé, bắt đầu từ cuối tháng nhé. Các bạn có sẵn sàng học vào cuối tháng không ạ? Và chúng ta cũng sẽ học học vào buổi tối như thế này. Mỗi một buổi tối thì chúng ta sẽ học tầm từ 1 giờ đến 1 tiếng rưỡi thôi. Đấy, thì mỗi một buổi như thế thì mình sẽ chia sẻ vài vài cách tính và vài vài con số cho các bạn để các bạn hiểu. Ok, xin cảm ơn các bạn. Nói chung là khi được học xong ấy, các bạn sẽ cảm thấy rất là thú vị và các bạn nhận ra rằng là tại sao chồng mình lại trước cái sự việc này anh ấy lại ứng xử như thế. Đấy, và ví dụ như con của mình cũng thế. Vì sao con của mình nó lại theo thiên hướng như thế? Và đối với trẻ em ấy thì thường ấy từ 0 đến từ 0 đến 8 tuổi. Đấy, và nhiều lắm là đến 15 tuổi thì nó sẽ thiên về cái chỉ số nhân cách nhiều hơn là chỉ số đường đời. Nhá, đối với trẻ em ấy thì thường là sẽ thiên về chỉ số nhân cách nhiều hơn. Ok, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe chia sẻ buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc các bạn ngủ ngon và những ai tham gia lớp dẫn thiền thì sáng mai chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Và xin cảm ơn các bạn. Chúng ta hãy cùng chia sẻ cái cảm nhận và cái những cái điều mà chúng ta học được trong buổi tối ngày hôm nay vào nhóm Zalo nhé. Bye bye, xin chào các bạn.